Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Đó, một mẫu xe với cái tầm tiền rất là rẻ thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn cực kỳ đẹp luôn ạ. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, em là Mio Tô, chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Các bác xem này, toàn bộ này đi chốt bản lề mới cứng luôn. Đây tì để tay nhá. Có tì để tay đấy ạ. Rất là chất lượng luôn. Có thể cho lên cho xuống này. Rất là rộng rãi này đúng không ạ? Quá chất lượng luôn. Đây các bác có thể để đồ nhá. Được chưa? Rất là tiện ích đúng không ạ? Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là BMW X3 nhá. Rất đẳng cấp luôn. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về nhá. BMW X3 sản xuất năm 2005 và đăng ký lăn bánh năm 2007 nhá, số tự động. Đó. Một mẫu xe còn khá chất lượng luôn. Số tự động nhá, số tự động luôn. Ghế chỉnh điện đa hướng này cũng này. Đó, người em đang chỉnh điện đây các nhá. Ghế chỉnh điện đa hướng này. Đó, nhớ ghế 3 vị trí nhá. Đó, nhớ ghế 3 vị trí luôn. Toàn bộ đây. Những chi tiết này rất là mới nhá. Đó, ốc cánh cửa là ốc cánh cửa zin nhá. Đó, nguyên bản này, chưa tháo mở này. Đó. Những phần tem mác rất là mới luôn ạ. Một mẫu xe về cái chất lượng, đó, miễn bàn luôn nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím nhá, đó, ga tự động đầy đủ luôn. Keo chỉ này có này, đó, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Quá chất lượng luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh rất là to luôn nhá, đó, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Dạ vâng, em xin lại, đây là mẫu xe BMW X3 nhá. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về. Khá chất lượng luôn. Đó, số tự động. Toàn bộ là lốp nhá, lốp zin nguyên bản rất là mới luôn. Mâm đúc rất là đẹp đúng không ạ? Cái dòng xe này thì mâm đúc nó rất là, cái phần lốp nó rất là to bản luôn nên là đi khá đầm luôn. Đằng sau thì chủ xe cũng độ lên lipo nhá, họ rất đẹp luôn, khá thể thao đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa các nhá, mẫu xe này sử dụng động cơ có 2.4 thôi các bạn. Đó, tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Khá tiết kiệm nhiên liệu so với cái mức giá, và cái nữa là có nhá, gầm cao mà xe sang trọng mà động cơ có 2.4 thực sự bác là cũng hợp lý thôi nhá. Nó cũng không phải là tốn xăng và cũng không phải là tiết kiệm xăng, mà cũng bình thường thôi nhá đúng không ạ? Đi khá thích luôn. Táp lô đây ạ, táp lô zin này, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại. Toàn bộ những con ốc này nó đồng đều với nhau của zin các nhá. Trang bị túi khí vòng quanh xe, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Có vô lăng tích hợp bàn phím, ga tự động các nhá. Ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí. Cửa sổ trời toàn cảnh. Nói chung là một mẫu xe trang bị rất là nhiều option hiện đại. Và được trang bị một cái màu nhá, đó. Được phủ một cái màu sơn nhìn khá sang trọng luôn. Có cái dòng bê, dòng mẹt của nhá. Đó, rất là hay sử dụng cái mẫu tông màu này luôn. Đó. Cái màu này các bác nhá, có cái màu này. Các bác càng nhìn nó càng sang luôn ạ, đúng không ạ? Nó rất là sang trọng luôn. Form dáng đây các bác nhá, form dáng rất đẹp luôn. Quá chất lượng luôn. Cốp ở đằng sau các bạn, rất là rộng. BMW X3 nhá, nó tem mác đây, nguyên bản đây. Quang để đồ đây các nhá. Đó, rất là rộng rãi và sạch sẽ nguyên bản này các bạn nhá, nó lỉ nguyên bản này. Đúng không ạ? Khá chất lượng luôn.
Nói chung là chỉ có cái tầm tiền hơn 200 triệu thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn khá chất lượng này rồi. Quá hợp lý luôn đúng không ạ? Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết các nhá, có bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng không gặp nước các nhá. Về chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em luôn tuyển chọn nó rất là kỹ nhá, có những cái mẫu xe nhập vào. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Dũng, tỉnh Bắc Giang. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Có máy nổ khá êm luôn. Có số tự động nhá. Có cái tầm tiền của bác là có hơn 200 triệu thôi. Có vô lăng này, này vô lăng zin nguyên bản này, rất đẹp luôn. Âm thanh nghe rất là hay các bạn. Đó, âm thanh hay này các bác ạ. Tất cả đây trang bị thêm cả cái cam hành trình nhá, kết hợp cam lùi luôn á. Đó, cảm biến quanh xe. Cam hành trình nhá. Đó. Đây, cam hành trình đây, camera đây các nhá. Đó, nhạc này. Đa chức năng luôn này các nhá. Cam hành trình đây. Nói chung là khá chất lượng luôn. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh này các bác ạ. Hoạt động nói chung là khá mượt mà luôn. Đó. Nói chung là các bác mua mẫu xe này về sử dụng gia đình là khá ok rồi nhá. Rất là hiện đại. Trang bị nhiều chức năng an toàn. Sau đây mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Có từ phần capo này, có thiết kế có một cái led đặc biệt các nhá. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Máy nổ êm ru các bác ạ. Máy nổ êm ru luôn. Cực kỳ êm luôn các bạn. Êm ru. Máy quá êm luôn các bạn. Có hơn 200 triệu các bác sở hữu ngay mẫu xe này được sự bác là quá xứng đáng đồng tiền bát gạo đúng không ạ? Dạ vâng, một lưỡi mây tô thì thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.